Chào mừng quý vị đã đến với chương trình Giờ Kết Sổ trên kênh truyền hình FBNC. Như thường lệ, chúng ta sẽ cùng đến với phần trao đổi về những diễn biến của thị trường chứng khoán trong phiên giao dịch ngày hôm nay, ngày 4 tháng 5. Khách mời của chúng ta ngày hôm nay là anh Nguyễn Quốc Đại, chuyên viên đến từ công ty chứng khoán Phú Hưng. Xin chào anh. Thưa anh, thì sau cái kỳ nghỉ lễ dài thì thị trường đã quay trở lại giao dịch với ảnh hưởng từ đà sụt giảm của giá dầu thế giới, cộng hưởng với các thông tin tiêu cực từ sự phát triển kinh tế của một số khu vực trên thế giới đã làm cho thị trường bắt đầu với sắc đỏ. Thì anh có thể tường thuật những cái điểm đáng chú ý mà anh quan sát được trong phiên giao dịch ngày hôm nay ngày 4 tháng 5 không ạ? Mở cửa phiên giao dịch ngày 4 tháng 5 sau kỳ nghỉ lễ dài thì chúng ta thấy là cái làn sóng chốt lời ngắn hạn xuất hiện ở các cổ phiếu lớn, ví dụ như là GAS, Vincom, BVD hay là BIDV. Thì chúng ta thấy sau khi cái đợt bán cắt chốt lãi này diễn ra thì thị trường có lúc là giảm xuống 592 điểm, có nghĩa là mất gần 6 điểm. Tuy nhiên thị trường nó nhanh chóng là có lực cầu vào và thị trường nó lấy lại cái điểm số đã mất. Trong cái chiều ngược lại, thì hai cổ phiếu đáng chú ý ngày hôm nay đó là Vinamilk và Masan. Tuy không có tăng mạnh ngay từ đầu phiên, Vinamilk và Masan thì chỉ giao dịch xoay quanh một hoặc hai bước giá xanh. Cái việc này đã giúp phần nào đã giúp cho chỉ số đã giảm bớt cái đà tăng. Suốt phiên sáng thì gần như là Vinamilk giao dịch xoay quanh giá 140, 141. Còn Masan thì chỉ chủ yếu giao dịch ở mức giá là 70.500. Tuy nhiên thì hai cổ phiếu này sau khi mà có cái thông tin về việc mà tổ chức đại hội cổ đông sắp tới vào ngày 22 tây tháng 5 để bàn về việc chia cổ tức và nới room cho khối ngoại, thì lập tức thì cái điều này nó đã ảnh hưởng tới cái việc tăng giá của cổ phiếu Vinamilk. Riêng đối với cổ phiếu Masan thì chúng ta thấy là gần đây có cái thông tin là trong quý 1 2016 thì Masan có cái doanh thu lớn đến từ cái mảng mà chuỗi chăn nuôi của Masan. Cái doanh thu này là chiếm khá lớn hơn cái phần mà Masan Consumer mang lại. Do đó cái này là một cái yếu tố mới trong cái hoạt động của Masan. Thì cổ phiếu Masan cũng được tăng điểm tốt trong phiên giao dịch sáng ngày hôm nay. Tuy nhiên trong quan sát của tôi thì vào thời điểm khoảng 10 giờ 30 thì như giao dịch bình thường hàng ngày thì khối ngoại bắt đầu mua vào. Và đặc biệt là tôi thấy cái điểm đáng chú ý là ngày hôm nay là họ mua vào ngay từ đầu những cái lệnh đầu á, là họ tung vào họ mua cái cổ phiếu FNLC. Ngay từ đầu cái lúc đó cái cổ phiếu này thì đang giảm một bước giá ở mức là 6.700. Thì ngay khi cái lệnh này, cạnh lệnh mua này được vào thì những cái lực cầu khối nội đã vào ở cổ phiếu này, giúp cho cái cổ phiếu này là hồi phục lại sau khi đã giảm. Bên cạnh đó chúng ta thấy thì trong phiên giao dịch sáng ngày hôm nay thì với cái việc mà áp cái mức thuế chống bán phá giá của ngành thép thì các cổ phiếu mà liên quan tới ngành thép đều tăng tốt, ví dụ như là thép Hòa Phát hay là Hoa Sen hay là thép Tiến Lên. Thì thép Tiến Lên đã tăng trần lên 10.500 đồng một cổ phiếu, hay là như Hoa Sen đã tăng lên 50.000 đồng một cổ phiếu, mặc dù là trước đây thì Hoa Sen vừa mới chia cổ tức đã lập tức là tăng cao hơn cái mức giá chia. Riêng với cổ phiếu Hòa Phát thì đây là cái cổ phiếu mà được khối ngoại gần như là mua ròng rã suốt trong phiên. Trong phiên sáng giao dịch ngày hôm nay thì ngoài những cái cổ phiếu đó, chúng ta còn thấy là cổ phiếu HHS của Hoàng Huy thì HHS đã tăng trần lên mức 8.800 đồng. Sau khi là có thông tin là cái công ty này nó sẽ mua lại 5 triệu cổ phiếu quỹ. Thì kết thúc phiên sáng thì VN Index giảm nhẹ còn 596 điểm. Thanh khoản đạt gần 76 triệu đơn vị, giá trị hơn là 1.200 tỷ đồng ở sàn thành phố. Riêng ở sàn Hà Nội thì giảm 0.68 điểm còn hơn 80.13 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 19 triệu đơn vị với giá trị gần 243 tỷ đồng. Thưa anh, thì thị trường đã chạm đến cái ngưỡng kháng cự mạnh là 600. Và sang tháng 5 thì giới đầu tư vẫn truyền tay nhau về một cái câu nói có nghĩa là sell in May and go away. Thì theo anh thì anh có lo ngại cái hiện tượng này hay không ạ? Thực chất thì ở những năm trước cái hiện tượng này có diễn ra. Tuy nhiên là không phải lúc nào cũng đúng. Nhưng mà chúng ta có một cái điểm đáng chú ý là cái tháng 5 năm ngoái, có nghĩa là tháng 5 2015 với tháng 5 năm nay, nó gần.
Bởi vì là so sánh cách nhau có một năm thôi, thì tháng 5 năm ngoái đã xảy ra một cái hiện tượng gây cho thị trường giảm một cách rất là mạnh. Do đó thì cái việc mà lo ngại ở trong cái tháng 5 năm nay lặp lại điều đó thì vẫn còn ở trong giới đầu tư, là mọi người lo sợ về một cái tháng 5 là giảm điểm, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa thì sau khi mà có một cái vùng trống không tin sau đại hội cổ đông, thì lúc đó thì giá cổ phiếu sẽ ít biến động hơn, thậm chí có thể là giảm trở lại. Và đặc biệt gần đây nhất thì chúng ta thấy là thị trường vừa mới vượt qua cái ngưỡng kháng cự tâm lý 580 mà phải mất khoảng 2-3 tuần gì đấy để vượt qua, thì đa số vượt qua thì bằng những cái cổ phiếu vốn hóa lớn. Do đó thì để mà tiếp tục tăng điểm nữa thì phải những cái cổ phiếu vốn hóa lớn này cần một cái thời gian tích lũy đi ngang thêm một thời gian nữa thì thị trường mới tiếp tục tăng điểm tiếp. Bởi vì những cái lý do như vậy thì giới đầu tư người ta lo sợ là cái điều mà đáng quan tâm. Tuy nhiên đối với tôi thì tôi cho rằng thị trường mới bắt đầu vào cái phần tăng điểm mạnh mà thường mọi người gọi là cái phần thân cá trong một con sóng, thì đây là cái giai điểm thời điểm mà tốt nhất, có nghĩa là tốt cho cả nhà đầu cơ và nhà đầu tư. Thưa anh, thì trở lại cái phiên giao dịch vào chiều ngày 4 tháng 5 thì thị trường đã diễn biến ra sao thưa anh? Phiên giao dịch chiều ngày 4 tháng 5 chúng ta thấy là đây là một cái phiên khẳng định dấu ấn của khối ngoại. Bởi vì là sau khi mà lấy lại cái điểm số đã mất trong phiên sáng, thì ngay đầu phiên chiều thị trường giao dịch gần như là không có gì khởi sắc hết, rất là vắng vẻ, lệnh mua bán cũng rất là chậm. Tuy nhiên khoảng 30-45 phút sau khi mà mở cửa phiên chiều thì khối ngoại bắt đầu họ mua vào, và ngay tại cái thời điểm họ mua vào thì thị trường bắt đầu sôi động lên hẳn. Một số cái cổ phiếu mà chúng ta có thể thấy giao dịch sôi động khi mà có nhà đầu tư nước ngoài mua vào, ví dụ như là chúng ta thấy là khi khối ngoại mua vào 1,6 triệu cổ phiếu MBB của ngân hàng quân đội thì giúp cho cái cổ phiếu này lập tức là tăng lên mức tham chiếu, thay vì là mất hai bước giá như trong phiên giao dịch, suốt phiên giao dịch từ sáng tới chiều. Kế đó là cổ phiếu FNLC. Thì FNLC sau khi khối ngoại tung vào mua hơn 1,4 triệu cổ phiếu thì chúng ta thấy là cổ phiếu này đã lấy lại cái điểm số đã mất, thậm chí là còn tăng thêm được hai bước giá nữa. Tuy nhiên đóng cửa thì FNLC vẫn đóng cửa ở mức giá tham chiếu. Kế đến thì chúng ta thấy là ngày hôm nay là giao dịch của ngành thép sôi nổi, thì khối ngoại mua vào cổ phiếu Hòa Phát khá nhiều. Chúng ta thấy là mua hơn 1,3 triệu đơn vị. Hòa Phát đóng cửa ở mức giá là 35.000 đồng một cổ phiếu. Khối ngoại cũng mua vào cái ngành mà họ thích, ví dụ như là ngành ngân hàng là cổ phiếu BIDV, thì họ giải ngân vào BIDV hơn 600.000 đơn vị. Họ giải ngân vào Vietcombank. Họ đặc biệt là trong phiên ngày hôm nay, cổ phiếu GAS và BVD giảm điểm do cái lo ngại từ giá dầu thô thế giới ảnh hưởng tâm lý chung. Tuy nhiên thì khối ngoại vẫn tiếp tục mua ròng cái cổ phiếu GAS này vào BVD. Thì chúng ta thấy là tuy là trong nước, có nghĩa là chúng ta thấy cái làn sóng chốt lãi ngắn hạn đang diễn ra, tuy nhiên thì khối ngoại vẫn đều đặn mua vào ở những cái vùng giá là giá đỏ. Khi mà thị trường giảm điểm thì họ lại bắt đầu họ mua vào. Đây là cái động lực mới cho thị trường trong cái giai đoạn hiện tại. Chúng ta thấy thì kết phiên thì ngày hôm nay thì VN-Index tăng rất là nhẹ, tăng 0.2% thôi, đạt mức 599 điểm. Khối lượng giao dịch đạt gần 132 triệu đơn vị, hơn giá trị hơn là 2.100 tỷ đồng. Ở sàn Hà Nội thì trái chiều lại, sàn Hà Nội lại giảm. Ở sàn Hà Nội thì giảm nhẹ 0.01%, còn 80.67%. Khối lượng giao dịch đạt hơn 44 triệu đơn vị với giá trị hơn là 533 tỷ đồng. Vâng, xin cảm ơn anh ạ. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại phần 1 của chương trình Giờ Kết Sổ trên kênh truyền hình FBNC. Xin quý vị đừng chuyển kênh, chúng tôi sẽ cùng quay trở lại trong phần 2 của chương trình, phần cập nhật những thông tin thị trường.